năm đầu nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Từ cải cách thuế, chăm sóc sức khỏe, quân sự đến nhân quyền. Cải cách thuế. Đây là cải cách về thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, 1,5 nghìn tỷ USD. Và là chiến thắng lớn nhất của Tổng thống Trump năm 2017. Đạo luật cải cách thuế này hứa hẹn sẽ nâng cao thu nhập cho người dân và trợ giúp các doanh nghiệp của Mỹ. Với cải cách thuế, Tổng thống Trump tiếp tục tháo dỡ chính sách Obamacare, bỏ đi hình phạt bắt buộc về bảo hiểm y tế năm 2019. Cắt giảm thủ tục hành chính. Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh việc bãi bỏ các quy định hành chính rườm rà, với cam kết cắt giảm số quy định liên bang từ 185.000 trang xuống còn 20.000 trang. Từ khi ông nhậm chức, ít nhất tổng số hơn 1.500 quy định đã được thu hồi hoặc bị đình chỉ. Con số này nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trước đó. Về kinh tế, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, kinh tế Mỹ đã tăng trưởng vượt bậc trong năm 2017. Trong hai quý gần đây nhất, tăng trưởng GDP của Mỹ vượt mức 3%, tốc độ cao nhất kể từ năm 2014. Thị trường chứng khoán phố Wall đã sinh lời 5,4 nghìn tỷ USD kể từ ngày bầu cử 2016. Mức tăng 21% của chỉ số công nghiệp S&P 500 trong năm đầu cầm quyền của Tổng thống Trump là mức tăng cao thứ tư kể từ năm 1936. Về quân sự, nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bị đánh bật hoàn toàn khỏi Iraq. Những kẻ khủng bố cực đoan đã bị đuổi khỏi lãnh thổ mà chúng từng chiếm đóng. Các nhà phân tích cho rằng, quyết định của Tổng thống Donald Trump khi trao nhiều quyền quyết định hơn cho các tướng lĩnh đã giúp tăng tốc độ của các chiến dịch. Về Biển Đông, Tổng thống Trump có những động thái cứng rắn hơn với Trung Quốc so với người tiền nhiệm Obama. Tháng 5, tàu chiến Mỹ đã tiến hành cuộc thao diễn trong phạm vi 12 hải lý của hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa. Động thái này chưa từng xảy ra dưới thời Obama và được cho là một thách thức trực tiếp đến hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc tại khu vực. Tháng 7, Tổng thống Trump phê duyệt kế hoạch cho phép Hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông trong suốt một năm, trong khi dưới thời Obama, mỗi hoạt động như vậy phải xin phép từng lượt. Về nhân quyền, tháng 12 năm 2017, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với tình trạng tham nhũng và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên toàn thế giới. Trong sắc lệnh hành pháp của mình, Tổng thống Trump cho rằng vi phạm nhân quyền và tham nhũng đã đạt đến phạm vi và mức độ gây đe dọa đến sự ổn định của các hệ thống chính trị và kinh tế trên thế giới. Khi có hiệu lực, sắc lệnh hành pháp cho phép Mỹ trừng trị các mạng lưới tội phạm quốc tế, những kẻ có liên quan đến vi phạm nhân quyền, chẳng hạn như buôn người, mổ cướp nội tạng. Cựu Quốc vụ Khanh Canada David Kinigu nhận định, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, tôi nghĩ rằng sẽ có những thay đổi lớn trong cách mà Trung Quốc cư xử với Mỹ và thế giới, theo hướng tích cực hơn. Ông Kinigu hy vọng Tổng thống Trump có thể gây áp lực để chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tội ác mổ cướp nội tạng đối với những người vô tội. Như các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người theo đạo Cơ Đốc